Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn xem video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong vòng 24 giờ qua để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên vừa có công điện số 04 về việc phát lệnh báo động 2 trên tuyến đê tả sông Luộc kể từ 7 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên điện. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Các sở ngành, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, kế hoạch và đầu tư, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Công ty Điện lực Hưng Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh. Mực nước trên sông Luộc hồi 6 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024 tại trạm Thủy Văn La Tiến là 4,72m, trên báo động 2 là 2cm và tiếp tục lên. Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phát lệnh báo động 2 trên tuyến đê tả sông Luộc kể từ 7 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024, yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ, thành phố Hưng Yên và các sở ngành nêu trên thực hiện những nội dung sau. 1. Thực hiện việc canh gác đê theo cấp báo động, tuần tra phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố đê điều ngay từ đầu giờ. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên tăng cường kiểm tra đôn đốc việc canh gác đê của các địa phương. 2. Kiểm tra, rà soát và chuẩn bị các loại vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương án hộ đê, phòng chống thiên tai của địa phương và của ngành. 3. Triển khai các biện pháp phòng tránh lũ, kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, nhất là các khu vực dân cư ngoài bãi sông và phải có biện pháp chủ động để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, thường xuyên rà soát kiểm tra an toàn các tuyến đê bối, tiếp tục thông báo cho người dân khẩn trương kịp thời thu hoạch hoa màu, thủy sản ở ven sông, những nơi có khả năng ngập lụt, chủ động sẵn sàng và triển khai phương án sơ tán dân ngoài vùng bãi, nhất là ở khu vực nguy hiểm, mất an toàn khi có ngập lụt xảy ra theo phương án của địa phương. 7 giờ sáng ngày 11 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương phát lệnh báo động 3 trên hệ thống sông Thái Bình. Hiện tại Hồ Thủy điện Hòa Bình đang mở một cửa xả đáy. Hồ Thủy điện Tuyên Quang mở 6 cửa xả đáy. Mực nước thực đo lúc 6 giờ ngày 11 tháng 9 trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 5,79m, dưới báo động 3 0,21m, tại Cát Khê 5,16m. Theo tin cảnh báo lũ trên các sông tỉnh Hải Dương của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hải Dương lúc 6 giờ ngày 11 tháng 9, trong 12 đến 24 giờ tới, mực nước các sông tiếp tục lên nhanh trên sông Thái Bình, tại Phản Lại, Cát Khê đạt mức báo động 3 và tiếp tục lên. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, các cấp, ngành triển khai lực lượng thực hiện nghiêm ngặt tuần tra canh gác đê điều và thường trực trực ban chống lụt theo cấp báo động, phát hiện và xử lý kịp thời mọi diễn biến hư hỏng của đê kè cống ngay từ giờ đầu. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện ngay việc cảnh báo đến các cấp chính quyền và người dân chủ động phòng tránh, xác định các khu vực cụ thể có các hộ dân sinh sống ngoài bãi sông không đảm bảo an toàn kể cả trong các đê bối để triển khai ngay phương án di dời người và tài sản, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Thu hoạch di dời các lồng bè nuôi cá trên sông về nơi an toàn, trường hợp không thể di dời phải gia cố lồng bè và có giải pháp cụ thể đảm bảo an toàn, đặc biệt là an toàn tính mạng nhân dân. Di chuyển người, tài sản, các vật cản khác ngoài bãi sông để đảm bảo an toàn thoát lũ sông. Triển khai lực lượng thực hiện nghiêm công tác tuần tra canh gác trên các tuyến đê, đảm bảo từng vị trí đê điều, phải có người kiểm tra, chịu trách nhiệm, tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến đê điều, đặc biệt chú ý kiểm tra kỹ các cống dưới đê, các khu vực đê sát sông, các trọng điểm sung yếu, các kè, bờ lở, các công trình tu bổ đê điều vừa hoàn thành. Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm 4 tại chỗ để xử lý ứng phó mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho công trình đê điều. Tổ chức cấm tất cả các phương tiện đi trên đê trong thời gian báo động lũ. Trừ các phương tiện được phép đi trên đê, quản lý chặt chẽ xe chạy trên đê theo quy định, cấm hoạt động của các đò ngang, phát quang mái đê, mặt đê để đảm bảo hiệu quả công tác tuần tra canh gác đê, phát hiện các sự cố rò rỉ hư hỏng.
rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án bảo vệ trọng điểm công trình đê điều đã duyệt, đặc biệt là phương án chống tràn cho các vị trí đê thấp cục bộ, rà soát các điểm xung yếu, các vị trí đê sát sông, chân đê là đầm, ao, ruộng trũng, tiềm ẩn khả năng xuất hiện các sự cố. Kiểm tra việc đóng kín các cống dưới đê, thực hiện nghiêm quy định về đóng mở cống dưới đê trong mùa lũ, đóng kín các mố phai qua đê, các đoạn đê bị hạ thấp đảm bảo an toàn đê điều. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu, tổ chức việc thường trực, trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của lũ, chấp hành nghiêm chế độ báo cáo theo quy định. Các đồng chí, thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phải trực tiếp đi kiểm tra và chỉ đạo tại địa bàn đã được phân công. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, các xã phường phải lên đê để thường trực chỉ huy ứng cứu tại chỗ. Hoãn các cuộc họp chưa cần thiết, các cấp ủy đảng và chính quyền phải coi công tác phòng chống lũ lụt là nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất để tập trung chỉ đạo hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thủ trưởng các sở ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nếu chủ quan lơ là trong lãnh đạo chỉ đạo, chậm triển khai ứng phó với mưa lũ, dẫn tới sự cố công trình không kịp thời, phát hiện, gây sự cố nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Do ảnh hưởng của bão số 3 và tình trạng mưa lớn xả lũ sau bão khiến mực nước sông Hồng qua khu vực cầu Long Biên Hà Nội dâng cao. Theo đánh giá, mực nước dâng cao nhất trong 16 năm trở lại đây. Nước tràn qua khu vực bãi bồi uy hiếp nhiều khu dân cư ở sát ven sông. Nhiều địa phương nằm ven sông Hồng đã tổ chức di dời các hộ dân có nguy cơ cao tới nơi an toàn. Dọc bờ vở sông Hồng trên địa bàn, phường Phúc Xá có 276 hộ với 1.059 nhân khẩu, trong đó có 58 hộ thuê phòng trọ, chủ yếu là nhà tạm. Để kịp thời ứng phó với tình hình này, ngay trong đêm mùng 10 tháng 9, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã tổ chức di dời hàng trăm hộ dân và hàng nghìn người vào trong khu vực an toàn. Các hộ dân đã được di chuyển đến Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên số 67, phố Phó Đức Phương, quận Ba Đình, Hà Nội. Để đảm bảo, các trường hợp người dân chủ yếu là người cao tuổi phải di rời tránh lũ yên tâm khi đến nơi ở tạm mới. Chia sẻ trên VOV, ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trúc Bạch cho biết, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phường Trúc Bạch đã ủng hộ, chăn gối. Các hội đoàn thể, tổ dân phố tham gia hỗ trợ, nhu yếu phẩm. Đặc biệt, lực lượng cán bộ Ủy ban Nhân dân, công an, y tế, dân quân thường trực sẽ ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt. Khách sạn 5 sao Pan Pacific sẽ đảm bảo các suất ăn trong ngày đầy đủ dinh dưỡng. Đặc biệt, lực lượng cán bộ Ủy ban Nhân dân, công an, y tế, dân quân thường trực sẽ ứng trực 24/24 giờ để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt. Trước đó, quận Ba Đình đã quyết định thành lập Sở Chỉ huy Tiền Phương tại phường Phúc Xá. Sở Chỉ huy sẽ chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường Phúc Xá, các lực lượng liên quan triển khai các phương án ứng phó kịp thời bão lũ, đảm bảo an toàn cho nhân dân ngay tại chỗ. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp, phương án chuẩn bị trang thiết bị, vật tư, lương thực, thực phẩm, nước uống, nơi ở tạm để di chuyển người dân khu vực bãi sông Hồng trong trường hợp diễn biến bão lũ xấu xảy ra.